Nên ta gọi bác tôi chuyện để mình bỏ nó kia thì ta phải thử nghe nhé, để chuyện này là mình thêm từ từ cá thêm được từ 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 cá rồi chuyện này là mình như con người nào ông nhập nó mình đi về để cái thằng nhà bỏ hết cái rồi ta về mình nhập luôn cái thằng này là mình cũng nghe cái đoạn nhà bỏ nhà bị bỏ hết rồi ta về mình nhập nguyên thằng trên núi rồi luôn đi nguyên thằng được sửa thì mà suy ra về cái trong nhà ấy thì mình xuống hồ nhà bỏ nó thì tao nó bao tiền đó thì tao nó bao mà sẽ được bao tiền nhà cũ bảo là đi đi là cũ đi từ nó và thì cô lên lòng này cũng nghĩ còn số gì ở cô lên lòng này đi từ lòng này nữa thì lòng này đâu một cái sai này cho người thầm ấy không là lòng này bao mượn đâu một khó thì đâu là bao lòng này sẽ bao nhiêu là hết để bảo vào thì khó này hết khó từ lòng này đi mà khó ra số lượng nhất thì đâu là số này không từ lòng này để bỏ nó được rồi tôi đi ra được cái thì hoàn sửa ra đi ra được cái nhá tông chào chị thì đâu là bao mượn nó thì đâu là bao mượn số này đấy rồi tông nhà nhà đấy tông nhà bảo thì nhà đấy tông nhà ngoài là như gì đó nhà ngoài số lượng cái đấy ra từ lòng người vậy được thế là cái này thì ta phải tiền đi vào được rồi nó sau này tâm như đó cả đó sau này tâm như tâm mà xong ấy thì ta xây lại như tay nữa nào là lưu thì tâm nó bao nhiêu lưu đó đi vào vào đi cô nữa đi cô tâm nó sẽ đi rồi đi ở bên bên tay nữa nó sau này tâm như cái thầy đi còn là con nó bị đòn được không tâm như nhà nó tiền thì nhà mới được ta xây lại như vậy nó thế đó mai đi vào đi cô tâm nó phải như vậy nữa thì nó ta xây lại mới mới như vậy thì cũng thấp dạng như vậy nhé là vì nó cái cái này mà mình đi qua sai đi cho nên mình không thể để sửa rồi thì mà xí hết tông nhà này thì tiền lại thì nó lại bằng gì đó thì nó lại bằng là sống tiền giả đấy tiền là khai đi xin đấy tiền xin xong rồi thì là khai lại là gì đó thì phải là như vậy nó rồi 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 mà xí hết cô này thì xí hết là cái bây giờ khả năng thì thôi là cái thằng học tập đấy rồi cô tiếp theo là cô này cô để lấy khó để lấy của nó thì cái này mình đi qua nhà bạn đấy rồi thì cái này đi qua cái này đấy cái này thì nó ở đâu có sinh nhật rồi đi khổ khổ đi rồi đâu có đi vào nó tham gia tập đoàn không có bài nhá thì biết tập đoàn này cái nó đi mà ngã khổ thì nó không bao lâu đâu thế nên là khai đi đi nhé nên đi cái này đấy mà cái đi vô đi theo cái nhà xe nhé nhé khổ đi theo là khổ ngã khổ khổ số gì đó thì cái này đi qua nhà rồi mà nó thì cái này đi qua cái này đấy thì biết tập đoàn mà đấy khổ ngã ngã khổ số gì đó thì biết tập đoàn này tập qua ao nhé nhá cái này nó là đi ra đi ra tập đoàn nhà đấy nó sẽ đi ạ tôi nghĩ là giả sử như thế, nhà này thì cái nông bao lại đó, khô mà, khô là cái gì tôi nhà này, khô tôi nhà phải có nó, cái đó tôi nhà khô, tôi nhà xin ấy, nhà cũng không nhà nữa, nhà này, nhà nhà của nó thì cái này đi qua chỉ ông mới được, cái đó thì cái này đi qua cái này đấy, chỉ mà thôi nhà nhà thì là cũng sẽ đi qua nó, cái này mình là của cái gì tôi mình là người đấy, phải là người nhà này đấy, làm cái đấy, quen là cái đấy luôn đấy, cái đó thì nó sai toàn như thế, cái đó thì chúng ta biết được. Mình là thuê ở phía đánh ngà đó, tốn tốn nhạc đi tốn lúc nào lông bao mình của nó, tốn là khả điện ngà nế, tốn ngà phía đánh nế, mê cụ tới lông nhạc ú, thì mình là ngư áp vợ bố nó, tại luôn đi khả năng thậu thảo, nhá. Thế là lý hồ tốn về thuê áo sử, mê cụ giả đấy, lý hồ ngà về thuê áo sử đó, mê tiên đấy, cụ hồ tốn về thuê áo sử đó, cụ lý, cụ ngà về thuê áo sử đó, cụ chậu bác, thế là thì cái này đi qua cả đó, rồi giả tí, cái này đem mình nó, cái này thấu giả được nó, mình đi qua ta sẽ đi được bài ấy, hay là ao mưa ra được được, cả ra giảm lại số nó, cái này là liên tiếp nhận tài khoản thì cũng cùng nhận tài khoản tài bài ấy, rồi mới sinh ra được cái này ta sẽ làm như vậy, cái con số là thu ra được nó, mới chỉ được rồi như vậy, trong đợt chạy giả sử thì thu ra đấy, thì hai này là bỏ nó, để cho cái lòng của cái này để cho cái này, hai này là mình như cái này đây là cái gì ạ? Thì đâu khả sát ra lại mấy chuyện nhà lại xì đấy bởi ra lý chân này tại nhà bởi ra lý đâu khả sát ra lại mấy chuyện nhà lại xì đấy bởi ra lý chân này tại nhà lại xì đấy bởi ra lý chân này tại nhà lại xì đấy bởi ra lý chân này là quán quen đi bởi ra lý chân này là mấy chuyện nhà ấp định là ba mẹ xì đấy đấy mấy chuyện đồ chân này tại đủ dù đông bị đồ bóng ấp đông người như nhà ấp đông dù khả sát lại mấy chuyện nhà ra chân này cái này thì bởi lý đại cái này thì chứ đấy ta phải như vậy đấy lý đại ta phải thành như chứ đấy ta cho mấy lý alo mẹ đi đi khả sát lại từ đây ra đó mà mẹ lý chân này đấy giải lý của nó là khả năng giải lý để tìm được giải lý từ đại bộ mà đấy cái loại này như gọi những gì này nhé cái loại này bây giờ chỉ để tôi xài cái gì bộ nó alo alo mới bộ nó như này như này để cho nó thì tôi xài cái này mà tôi không bảo tôi lấy như vậy cái ta thì nào bộ nó cái loại này chỉ thả tôi xài cái gì cố tiền về thì áp chụp bắt nhé cái loại mới như này xài cái gì số thì là sao gì đâu mà vậy bao nhiêu khối tiền nào là khối cái loại cho nên cho nên đi mà lâu lâu mà không cả cái nhé thì nó mới như vậy như thế cái đầu cuộc sau chuyện gì đó phải lên trên này thôi cái này nhà thu tiền hết còn chuyện nhau nhau dần dần tiền của nhà sử cái đầu thì tao bảo không làm được gì hết đấy tôi nhà cô sẽ cô khó sau chuyện thì người cô khổ phải đi vào làm được đi vào sau chuyện gì đó cái này nhà là nhà thu âm tiền phải bảo được nhá cái đầu bài văn là việc đi vào cho nó hôi nhưng sau đây là bài văn là việc đi sửa anh luôn nhà nước hoa thì về bảo nó sau chuyện gì vậy rồi cho nên bài văn là việc mang cái mà ra đấy nếu như người nhà yêu sao mà cô chưa làm mà đấy mang cái xe tham mộ tiền vào này
các cái video đó, lấy cái video lên cái này ra mà thì bảo đấy, phải bảo là về mà thì nói cho mình cái này là nó đang làm không bảo, phải bảo là về cái đó, sự cố không sao chuyện nên là cố không phải đi bảo là về cái cố động mà thì cái này sự cố này sẽ để lại gặp nhá, bây giờ sau này là sự cố giả đó, như tôi mà số bảo đó, cái đó thì là cái đó thôi đa thì bảo là có mình sẽ giao dần dần để có như tôi mà số quay thao chơi khu bảo đó thì nên làm được thôi việc gì à, nên là có mình sẽ hai cái này cho nó phải cái này mà đi ăn đi dọc đi đấy, trong nội nội trong vô thật sự có mình sẽ thay là cái này đi ăn dọc đi vào đấy. Thế đó là cái thông tin chỉ là giao chỉ là cái này commission cũ chỉ là cái này số biểu tiền bị bán được nhé, commission biểu tiền được kia để mua cái này là được cái này là mình hay là chưa được như vậy kia này. Thế bây giờ là lâu cái này thì nhá, cái này không phải tôi đánh nhá, giá chỉ là thử còn gì đấy chỉ để cho đó, chỉ để cho tiền là mới chuyện tiền nhà chỉ là số nhé, cái này phải bán là bao nhiêu cũng không bao giờ phải để gì đó. Cái này là lấy thu ở bên này là nhá, giá chỉ mà lấy được cái này là được lâu cái này là mình chuyển qua là đó, khoe khoe này đủ. Nên cái này đối với xây dựng này thì phải lâu cái này chậm đấy. Nên là alo nó ở bên đây đó mình chuyển qua là cái đó phải cần là phải có bài nhá. Cái này bây giờ thì nhân lực như vậy bỏ đó, giá chỉ là đấy. Tông sang lưu của sạch đó, nhân lực thêm mà số thì đông lượng thì đông lượng bao nữa, thì đông lượng bao nữa cháu cháu bảo là đi tiền đấy, cháu được cho lâu bỏ nó, hay là thêm mà số nhân lực thì ở bên mà số cháu được lâu ngắn nữa đó, cháu được lâu xây dựng quá nữa. Bây giờ mình nói này, không cháu đi thì đông lượng bao lâu cho, phải là lấy số không, không bao giờ đi hơn đấy, không nên cảm nhận đấy, không lấy số gì đó bỏ nó, không được lâu lâu xây mà đấy. Bây giờ là thế, tôi nhớ này cố thì đông lượng bao lâu cho thế, thì bảo là đi cháu này, thì cháu cả này đấy, không tiền số gì đó, chỉ được lâu xây này bỏ nhá. Rồi cái này đi ra sạch dạ bọn nó không phải như gì là cái giá trả mẹ xe nó rồi nó nghe thì cho ta phim nhân này sẽ để nó phải ra đó như cố tổng nhạc thì đâu nó bảo nó tế thì bảo là đi sau đấy đi sau đó nó phải như thế chứ là đâu mình nhận cái giá trả mẹ nhé nếu như vô ra là cái đó cái này như này là không khá là bọn nó thay đổi giá trị nào để thay đổi ra đó có thể bỏ ra lên nó sẽ ở đây là giá số có nguyên tiện thì đâu nó bảo nó thì đâu nó bảo nó sao giá đấy ချောင်းနက်ခတ်ကိုပဲယူမှာပေါ့နော်ပရိဂိုင်းကတော့ချောက်ကိုပရိဂိုင်းကိုယူတယ်အဲ့တော့ချောက်နက်ခတ်ကိုပဲယူမှာပေါ့နော်ပရိဂိုင်းကတော့ချောက်ကိုပရိဂိုင်းကိုယူတယ်အဲ့တော့ချောက်ကိုချောက်ပဲပြချောက်တဲချောက်တုံးဒီတင်ရာတိရှိပေါ့နော်ဒီကနေ့လေးကပါအဲ့တော့ဒီကနေ့လေးကလည်းဒီမှာဆိုတော့ညာ60တက်ကွာပြီးပေါ့နော်ပထမတစ်ပတ်မှာအောင်လိုက်ပါလေဒုတိယတစ်ပတ်ကြီးနေဆိုရင်80ခေါင်းဒီတုံးလုံးပေါင
ဟုတ်ကဲ့ဆောင်းရဲဟုတ်ကဲ့တိကျအောင်ဆိုဆောင်းလာဟိုတိကနာနေလေးကွာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနာနေလေးကနေပဲ콘တီတခေါ်ဆိုပြီးတော့အောင်းမယ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့၃၀ဇာတိုင်းဒီလိုလေးတွေပေးလာကြတဲ့ကစားပေးလက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတော့စားကနေမှာကျွန်တော်တို့ရည်ဒီကနာနေနည်းနည်းချင်းတော့ပေါ့နော်ဒေလိုင်းကကြတော့콘တီ၃၀ဒီ၃၀ပေါ့မယ်ဟုတ်ကဲ့တင်လ
sau khi số đấy thì cái này được thì cố trả vào đấy và ra rồi vào được rồi nên được chuyển được nhà đấy mình đi gọi thì được chụp ảnh thì đó mới xảy ra được cái này thì có xảy ra gì ạ chắc chắn là không muốn ta sẽ không được gọi thì cố cái này là ai trả vào đấy để xảy ra cái gì mà không được gọi thì cố là cố để cả sao chỉ là vậy nhá rồi ai luôn lấy cái này thì ta sẽ đi là muốn muốn cái này là lúc mình nhận đồng gì đó bao gồm nhà này thêm một giá trị đó cả sao này trả vào chứ thì về cả sao nhà ta sẽ nhận trả vào chứ rồi cái này thì thôi cho nên vậy à chào đón mọi người cái này cho đại khái này thôi cho nên vậy sau đó chúng ta sẽ nói thêm một vài phong nữa về cái đấy bây giờ cô sẽ cố cố sau khi mình cố cố sẽ thì vài phong nữa thì cô sẽ để gì đó khả năng là nhà thứ ba thì làm ấy cái chuyện này là mình không nói gì cả đến nay bây giờ mình nên nhớ lại cái nào cũng đâu này bây giờ làm những cái này thôi thì bây giờ suy nghĩ lại cho cháu cái nào thì bây giờ là cái phải không như mình đang chơi mà cái vài phong nữa thì cô sẽ để gì đó khả năng là nhà thứ ba thì làm ấy nhá mình sẽ nhớ được đấy nếu như bây giờ mình sẽ để lúc cái này để tôi chọn ra đấy cho nên là cái cũng xảy ra thì đấy mình cảm thấy suy nghĩ thì lúc cái này là cái thứ cháu ăn rồi nếu như mình sẽ trả cho anh sẽ để lại nhà mình để cho anh thì anh sẽ làm gì đấy nhá anh nhớ rồi thì chúng ta sẽ đi cố chỉ chuẩn bị cho anh một số nhà thứ hai thì anh nhớ thu thập những thứ đó nhá anh nhớ cái thứ đó nhá.